Mois Isaac Caicedo sinh ngày 2 tháng 11 năm 2001, biệt danh của anh ấy là Moi. Sinh ra tại thành phố Santo Domingo của Ecuador, khu phố có nhiều gang bang, cùng điều kiện sống vô cùng giàu có. Sự nghiệp Bắt đầu sự nghiệp hai đội bóng địa phương là Epoli và layer Colorado SC. Khi vừa tròn 13 tuổi gia nhập Los Negrian. Tháng 8 năm 2016 anh chuyển qua thi đấu tại Independiente Valle Jersey. Tháng 2 năm 2021 là Brighton, được cho mượn tại Bersetcho 5 tháng trước khi quay về Brighton làm bước đệm để chuyển vào câu lạc bộ danh tiếng của nước Anh, Chelsea vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023. Nigel Askel Ramirez là người thầy đầu tiên ủng hộ để Casedo không từ bỏ đam mê của mình. Anh ấy được mệnh danh là sự kết hợp của Kante và Pogba, Paula Bifotte bạn gái Casedo, Paulita Salaya. Là một cô gái da trắng, Casedo coi cô như món quà tuyệt vời mà Thượng Đế mang lại cho anh. Trước đây cô ấy sống khá lao tư nhưng hiện tại đã bắt đầu trên con đường trở thành người mẫu. Hiện tại cô ấy đã có hơn 88.000 follow trên Instagram, cho những ai tò mò thì Insta cô ấy là Paulita Salaya 18. Giống ai nhà ta dữ? Hả? Gia đình Casedo Mình cũng lục hết rồi mà Casedo giấu kỹ quá Chỉ có đây là ảnh của gia đình anh ấy Họ là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời nhất của anh Anh là quý tử cuối cùng trong số 10 người trong gia đình Và cũng là người thành công nhất May mắn thật đôi khi cố quá thành quá ngon Vỗ tay vỗ tay moi năng nổ, nhiệt huyết trên sân nhưng ít nói và hiền lành. Tâm hướng nội, tay chân hướng lung tung. Kaseido <laughs> không thích uống rượu và không thích đi chơi VSC phụ nữ. Sao mày ngu thế hả? Moi luôn cầu nguyện mỗi khi ra sân thi đấu như một cách để tạ ơn Chúa đã cho anh cơ hội. Cacedo cung bò cạp bảo sao sẵn sàng chém hết những thằng lấy bóng của anh. Mày tao chém thiết, ui sợ quá, sợ quá, phải ban nó thôi. Cuối cùng thì chúng ta cùng chúc cho chàng trai trẻ này thành công trong màu áo của Chelsea.